Rồi, chào tất cả các người đẹp nhá. Vâng, chào tất cả anh chị em đang xem livestream nhá. Anh em nay ngày nghỉ lễ bầu trời bắt đầu lên live là hơi mưa tí. Anh em ai cũng phải vào công việc, mình cũng phải vào công việc đây. Phục vụ động cơ phát ra tiếng nổ cho toàn thể anh em toàn quốc. Vâng. Thế thôi, nhưng mà cứ bảo tháng 3 ngày 8 nhưng mà cái nhu cầu của mỗi người nó một năm nó một thay đổi nghề nghiệp, thay đổi mọi thứ, thay đổi công việc, thay đổi phương tiện giao thông đi lại. Anh em nào có nhu cầu về mua hoặc bán thì về liên quan đến xe máy cũ thì mình cũng rất là chuyên rồi. 28 năm trong nghề, bắt đầu sang 28 năm trong nghề. Buôn bán và kinh doanh và sửa chữa xe máy chứ. Nên thì cũng giờ tất cả cộng đồng mạng anh em chính thức là mình 28 năm trong nghề đấy. Gần 30 năm tuổi đảng đấy. Đấy. Có thể Dung giới thiệu đi. Vâng, đấy. Những chiếc xe lít nha anh em nhá, lít biển 36. Đấy, những xe mà hiện tại là hai anh em sẽ giới thiệu trong ngày hôm nay. Những chiếc Quay RSX bản đầu to nha anh em nhá, đời 2011-2012. Vision bản xanh sần. Đấy, dành cho tất cả anh chị em. Hiện tại là bầu trời Hà Nội mưa thì hiện tại Đức bê và xe vào trong anh nhà. Anh em Caramel vẫn đang là phải dùng ô để quay đấy. Tiếp tục đi Dung giới thiệu. Những chiếc Ablet 2010-11 anh em nhá. X-Tai con tay 135. Đấy, những chiếc anh ấy đi em chỉ Quay A 100 nha anh em nhá, bản 4 ốc ạ. Đấy, những chiếc xe lít, xe được dọn sạch sẽ, ngon lành, gành đào hết rồi. Đấy, những chiếc Vision đời 2011-12. Những chiếc Sirius bản RC, bản vành đúc, vành đĩa nha anh em nhá. Và rất là nhiều những dòng xe Click này, Sirius SH và những dòng Vision còn lần lại trong nhà em luôn. Lần sau là anh phạt cho đấy. Anh em nào có nhu cầu mua những dòng xe gì mọi người có thể comment vào đây cho em đúng không ạ? Đấy, rất là nhiều. Bây giờ tính like đâu anh? Đây cứ phải giải quyết ăn lần đấy. Ăn mẹ luôn con này, tạm con này nhá. Con này em nó đến từ xứ Thanh nhỉ, ăn mẹ tạm con này. SH đây anh em chờ tí nhá. Vâng. Sau tí anh em dồn SH. Dung giới thiệu. Vâng, một chiếc lít anh em nhá. Lít bản xinông này, mặt xinông này. Đời 2022. Anh em nhìn bản ốc. Rất là đẹp, biển 36 anh em nhá. Đấy, bản xinông quay rất đầy đủ cho anh em. Hơn 20. Quay kiếp đầy đủ hết cho anh. Đúng rồi, đợt mấy trước là mình 27 năm, chuẩn bị sang 28 năm trong nghề rồi. Vâng. Đấy, anh em nào mà đang biển này là biển 36 anh em nhé, 36K316728. Quay kiếp đầy đủ hết cho anh em nha anh em nhé, 4.000 cây. Bản 2022, bản xinông, màu trắng. Đấy, xe được dọn sạch sẽ, ngon lành, cảnh đáo hết cho anh em rồi. Anh em yên tâm về chất lượng nhé. Chất lượng thì không phải lo lắng về chất lượng đâu, máy zin, sơn zin. Tay sách vẫn còn zin theo xe, chưa phải gắn tỉa này. Bình thường là tay sách hoặc là gì, là hầu như là cái tay sách này là bắn tỉa đầu tiên. Nhưng mà con này thì 32 triệu anh em nhá, đời 2022 sẽ rất là đẹp. Đấy, bầu trời Hà Nội hiện đang bắt đầu mưa to rồi. Bắt đầu mưa. Mấy em ngân đỏ nhá. May rất may là ba ngày lễ 30/4 mà mưa này thì anh em nó cũng cảm thấy nó cũng chán. Thực ra cho nó nắng một tí nhưng nó khô ráo, anh em nó chỗ chơi. Chỉ là các cháu nó được nghỉ hè, cháu bố mẹ nó cũng cùng đi ăn theo các cháu chơi đúng không? 32 triệu nhá, quá rẻ rồi. Đẹp lắm nhỉ. Máy 4.000 km vừa mua xong. Hơn 4.000. Đấy, một chiếc màu 32 triệu đồng anh em nhé, bản 2022. Đấy, anh em nào quan tâm lấy ra em ơi, dọn xong dần từng ăn được ngon một cho thoáng xong tí like chỗ này. Đúng rồi, chất nách cho đây cho chị. Một chiếc RSX anh em nhé, bản đầu to. Được 139 anh em đang xem. Vâng, bên này là gần 100 anh em. Anh em mới vào cho em xin nút chia sẻ mọi người nhá. Vâng ạ. Anh Trung Lưu. 2012. Mình mua con Future 2019. Bên kia giờ đấy, muốn đổi xe mà Hải Phòng lên Hà Nội xa quá. Ok Trung Lưu ơi, nào có thời gian lên cho em. Vâng. Giới đích anh em nhá, bản đầu to. Lúc tem nào rảnh lên cho em nhá. Rồi, tem vẫn còn gì theo xe ra máy vẫn còn gì này anh em nhìn này. 2012-11-12 bản pha to nhé anh em nhé, đầu to đấy ạ. Rồi, nhiều anh em gọi là thôi cái dáng, con dáng nó hơi đậm tí. Biển 29Z1153 ui giời. Con này chơi độc anh em ạ, hàng độc, hàng độc. 8 triệu rưỡi nhá, có 8 triệu rưỡi thôi. Vâng, 15349 ạ. Biển nó là biển độc nhá, biển nổi bật cho đám đông nhá anh em nhá. Ăn đủ luôn, 153 8 triệu rưỡi nhá, xe đời dành cho anh em độc trị độc. Những anh em nào, tất cả những anh em nào có con nào biển 49535349 này, những dòng dành cho anh em săn lùng nhá. Số điện thoại 4953 cũng rất là quý nhá. Giá giờ là anh em đang săn. Bởi vì nó để cho nhiều người khác bình luận hơn. Giờ biển đẹp bây giờ người ta cũng không trả ý đâu, bây giờ nó đã độc trị độc anh em.
bao giờ lá ngón nó, rồi là củ củ giấy sẽ chữa bệnh ung thư, bao giờ nó độc nó trị mẹ độc 15349. Anh em bây giờ chế biến lá ngón để chữa ung thư anh em. Anh em làm nhai mấy phát lá ngón là theo khỏi bệnh. Khỏi cho luôn. Ra hồ mả ngồi. Đấy. Lâu thì lâu anh em ạ. Đấy. Hết khỏi ung thư, cần gì phải chữa nữa. Vision anh em nhá, Vision bản xanh sần. Sớm thái tử anh không đi chữa lành nha. Ok, sớm thái tử ơi. Rồi mình chữa lành thoải mái rồi. Sau những ngày chữa lành cả tuần chục ngày rồi anh em ạ. Giao lưu với gần gũi với bà con quê hương rồi anh em bạn bè để cảm nhận cái nhịp độ của cuộc sống. Bây giờ cũng phải tiếp tục thôi. Vâng, một chiếc Vision bản 2022 anh em nhá. 2022 bản xanh sần. Màu này là màu cho anh em mệnh thủy đấy ạ. 3.500 cây. Ra các lượng gửi số để cần tư vấn. Ok anh nhá. Ra các lượng tiên sinh ơi, cho số thoại tư vấn xe gì ra các lượng ghi vào đây nhá. Comment vào đây cho em đúng không ạ? Ra các tiên sinh. Đấy. Ra các lượng. Mới có cái tên mới. Nào ra đây gặp Khổng Minh tiên sinh này cho anh em cùng bộ cái. Vâng, 2022 3.500 cây anh em nhá. Anh quay gần cho em nhìn bản ốc này, anh em nhìn ra mái ốc thụt phò này. Đấy, ốc này anh em nhìn rất là đẹp luôn em nhá. Bản 3.500 cây. Biển 19K143321 ạ. Nhá, đời 2022 chạy có hơn 3.000 cây thôi. Xe mới đó. Tóm lại là có những con dòng xe này loại hàng là siêu siêu lướt lát rồi. Anh em yên tâm nhé, có hơn 3.000 cây. Tháng 11 2022. Vâng, đấy. Tháng 11. Bọn này mua 28.300.000 rồi. Bản xanh sần anh ạ. Cộng cho anh em 2 triệu. Rồi. Đấy anh em nhìn xe này. 2022 anh em nhé, dòng này mới tinh mới bán 36 triệu. Rồi. Chưa đăng ký. Mới không anh em nhìn mới không? Không lôi 3.500 cây. Hầu như là những cái dòng xe này bên em cam kết không có lỗi có lầm gì đâu anh em nhé. Nếu anh em nào đúng biển đúng tỉnh Phú Thọ làm cho em con này rất là hợp tình hợp lý. Đăng ký nó bây giờ là gần 40 triệu. Ba mấy triệu. Anh Hoàng Thắng ơi, 82 tầm 40 triệu hiện tại không còn đấy nhá. Giờ việc có 82 đắt hơn anh Thắng. 209 Sơn Nguyên Mánh Nguyên. Này mang qua anh bán luôn con Jim đi. Có anh Thắng Cư ơi, nhà XI 150 2019 khoảng 23 24 triệu anh ơi có đấy. Mình. Có con đỏ tần 24.500.000, xe rất là đẹp luôn anh nhá. 2019 đời chót và còn 2020 nữa. 2020 như là 25.500.000 thì phải, em không nhớ rõ lắm. Nhưng mà đại khái là xe XI 150 nhà em nhiều đấy. Rất là nhiều. Lưu Thanh Minh. Thầy Kiên có mua Jim Việt 22 không? Có nhá, anh em đang rất có nhu cầu muốn mua những xe Jim Việt đẹp 2012, 2013 hoặc các Jim Việt Nam đẹp nhá. Bây giờ thị trường bây giờ nhiều người anh em rất có nhu cầu mua những chiếc xe Jim đẹp. Nói chung là giá nó không được giá cao đâu, miễn sao mình bán nó tiền nào của nấy anh em bán giá, tuy nhiên là mình cũng không mua rẻ. Làm sao cứ đọc sát sát giá, gửi ảnh Zalo cho mình nhá. Anh Lưu Danh Minh nhá. Rồi, Ablet 2010 bản FI nhá. Vừa mới về đấy. Vừa về xong bán 14 triệu. Vâng. Anh em nghe tiếng máy này, tem vẫn còn zin này. Nẹp với thời điểm hiện tại là hàng mộc. Xe chưa dọn về bỏ cái mica ra. Chưa dọn tí nào anh em nhé, bây giờ phải dọn đấy ạ. Mica bóc ni lông luôn. Đấy, xe máy zin anh em nghe. Tông vẫn còn dán này anh em nhìn này. Đấy, hàng nẹp mạ inox nhá mọi người nhá, tem zin này. Đấy, đang nổ nhá. Tem vẫn còn xe hơi bị sức sức một xíu không đáng kể. Để lên lên. Đấy, mặt trên này. Quay cho em cái mặt trên. Nó nóng chật nhỉ. Tem chưa dọn mọi người nhá. 2010 ạ. 198 anh em đang xem bên này. Vâng, bên này hơn 100 rồi anh em rồi. Máy ngon lắm. Anh em nào đang tín đồ của Ablet 110. Ablet. Anh giao lưu anh em tí, đang các bác rất là hâm mộ anh mua con SH. Hôm qua em like. Vâng. Rồi nhá. Vâng. Anh lấy chưa này? Chưa dọn anh em nhá. Chưa dọn. Tay sách cái chiếc thứ chưa dọn. Chưa bóc ni lông, chưa làm gì cả. Đấy, anh em nếu mà có lấy thì phải cộng thêm, chắc là này, dọn cộng thêm vài trăm nữa đấy ạ. Thấy khách bán tỉa là ok. Sơn Thái Tử. Đây, Sơn Thái Tử cho em xem. Sơn Thái Tử đây, con này đây, em quay con này. 135 đúng không anh? Con này 135 biển 37 nha anh em nhá, hay Nghệ An. Đấy, 135 bản côn tay, bản GP. Đó là nếp có một nẹp đấy nhá. Vâng, 2012 anh em ạ. AB 14.500.000 anh nhỉ? Con vừa xong ấy. 14 triệu. 14 triệu anh nhá, chưa bao dọn đâu ạ. Con này chưa bao dọn máy chất. Nhìn hài đẹp, dán đi kín ni lông cả xe. Anh em về vẫn phải dọn rửa. 2012. Biển 37. 13 triệu. 13 triệu đồng anh em nhá. Vâng.
13 anh triệu nhá. Nguyễn Thành nhá, con đấy là 14 triệu chưa bao dọn đó. Con này thì 135 này. 13 triệu đã dọn rồi. 135 bản GP biển 37N1 36792. Đấy, anh em nào thích con tay 135 thì làm cho em con này bản GP mọi người nhé. Dọn thì thực ra con đấy dọn thì bóc ni lông và sơn tay sách nó rơi vào tầm khoảng 3 đến 500 nghìn anh ạ. Đấy là dọn đơn giản. Cảm ơn Bùi Hữu Hà nha, luôn luôn ủng hộ những đường like của Hoàng Kiên, một trong cảm ơn. Anh Nguyễn Thành nhé. Rất là tương tác. Nổ rồi mà. Vừa nổ xong rồi nó lại. Trong mình không có xăng mấy đâu. Con lành cành nào rồi. Vâng. Rồi tiếp theo một chiếc xe lít. Vâng, anh đang muốn con XI 150 2019 đúng không? Chắc là tí nữa đi. Vâng, nhỉ? Con đấy đẹp lắm. Nói chung là ngày nào mình like 2 buổi, mỗi buổi like thì tầm khoảng 20 xe. 40-50 con. Làm gì đâu ra một buổi like được 40-50 con. Phải được 40 con. Hơn 40 con. 40 xe cả. Hơn 40 con thì anh. Thì mình thường thường mình 5 ngày mình sẽ quay lại một lần. Vâng, 3 đến 5 ngày, 3 5 ngày nếu con xe nó mới like sao tầm 3 đến 5 ngày mình nhé. 3 đến 5 ngày quay lại một lần. Đấy. Ngày 2 like 2 buổi. Vâng. Anh Nguyễn Thành đang bảo là khuyến mại dọn để em lấy con AB. 14 triệu ấy anh ạ. Con đấy, em thêm 500 nữa bởi vì công thợ rồi anh em ạ. Công thợ xây giờ đắt lắm anh em ạ. 500.000 thì bao dọn. Công thợ xây thôi, về dọn dẹp anh em bớt mình một tí thôi. Con này anh em chắc công thợ xây giờ toàn thợ cả giờ lương giờ phải hơn 300 một ngày. Đấy, công thợ xây chưa nói là đấy ở quê nhá. Anh em đi xa vợ xa con anh em thừa biết này. Nó là xuất khẩu lao động thì anh em nó lương nó khác đấy, không phải là đơn giản như mình làm ở quê đâu. Gọi là nhà mà cơm rau muống cháo đỗ xanh đâu. Anh em xa vợ xa con là bao giờ nó khác đấy, anh em nó xuất khẩu lao động ấy. Anh em cũng trả anh em nó về nó dọn tí. Thêm 500 nữa anh em dọn đẹp đấy cho anh em đi. Bóc ni lông, nguyên cái bóc ni lông nó rất là cổ kỳ. Công thợ xây nhá, anh em làm cho Hoàng Kiên như kiểu anh em xuất khẩu lao động ấy. Anh em đi mà lại. Không phải mất tiền và lo ký như anh em nó đang đi Malaysia. Đấy, Malaysia. Rồi tiếp theo đi. Vâng, một chiếc xe lít 2015 anh em nhá, bản màu xanh tím, form dáng nó là form dáng đời 125. Đấy, thuộc toàn được bán em tiền anh em. Em ăn mỏng thôi. Vâng, em cũng ăn mỏng đấy ạ. Em cũng tả kỹ cho anh em. Làm lái thôi anh em ạ. Nó cũng cứ cả mọi cái nó đều có sự cạnh tranh ấy, không có độc quyền gì đâu. Rồi, sơn siêu này. Độ sần vẫn còn zin nhá anh em nhá. Sơn cũng vẫn còn zin này. Ra máy thì được bắn tỉa, tại vì nó là đời 2015 đến giờ không thể tránh được ạ. Biển 29T145378 anh em nhé, tay sách cũng được bắn tỉa rồi đây. Đấy, tất cả những 2015. Xe máy zin. 21 triệu nha, dọn đẹp. 21 triệu đồng, máy cũng còn zin. Anh em nhìn cái vỏ yên nó thấy uy tín. Độ sần anh em nhìn sần này. Đấy, sần anh lòng nâu. Anh em thấy vỏ vỏ yên nó đôi tay nóng. Yên vẫn còn zin theo xe luôn ạ. Máy vẫn đang nổ nhá. 21 triệu đồng ạ. 2015 xe được dọn sạch sẽ okay, rồi. Ok, bạn Long đã báo có một ông anh trên này đang cọc con biển 14. À 14 triệu. Ablet, con đấy là con ông anh đã báo cọc nhá. Ông anh nào đây comment trên này để anh em gia đình có lời cảm ơn đấy. Vâng, xem có xe Vision không shop Vision em nhiều anh ơi. Bạn Long đang là người anh, báo đang báo anh ấy đang cọc xe ấy. Vâng. 21 triệu đồng anh em nhé, đời 2015 xe được dọn sạch sẽ ngon lành rồi, spa nguyên cái thụt và ra máy, tay sách. Còn là yên áo vẫn còn zin này. Sơn sần vẫn còn zin. Đấy, đời 2015. Anh em nào quan tâm đến chiếc xe lít đời 2015 thì nó giá 242 anh em đang xem. Vâng, bên này hơn 100. Hiện tại là 100. Cảm ơn anh Phạm Văn Mạnh, uy tín Hoàng Kiên làm nên thương hiệu. Cảm ơn anh rất là nhiều. Xem có xe Vision, có xe Vision em nhiều lắm. Anh chờ em một xíu nhá. Đức bê mâm đang lên lên bây giờ đấy ạ. Nguyễn Thành V Hoàng Kiên nói hay lắm. Không nói hay đâu, bình thường mà. Hay làm gì đâu anh em, nó thực tế nhá. Nói chung là anh em mình toàn phái mạnh mà anh em toàn anh em đàn ông toàn trụ cột gia đình đi dọn xe mông xe dọn đấy, nói chung mà toàn là trình độ cao ấy, mà ấm ớ anh em ấm ớ làm sao được đâu. Dọn xe này nó cần một cái tay nghề đấy, như là các nghệ nhân đấy, nó như kiểu anh em và tủ chè sọc vụ á, không phải tay nghề làm ấy, không phải tay nghề kém cũng không làm đâu. Hơi chịu tượng. Con này đời 2006-07 đấy anh em nhá. Lên một bộ vỏ của 2015. 2014-2015. Đấy, biển 33, đời quay cá đời đầu đấy ạ.
ui cá đời đầu. Anh em nào thích quan tâm được cái lên 9 triệu đồng. Vâng, lên vỏ nhựa ngon lành hết rồi anh em nhá. Đây lên đời 2013 14 9 rồi. 9 triệu nha, 9 triệu. Đấy, anh em quan tâm biển 33. Rồi, bán 8 triệu rưỡi. Bán 8 triệu rưỡi đi cho nhanh. Em rồi. Em lùi 1 triệu cho anh. 8 triệu 500 nghìn anh em nhá. Máy ngon. Tôn thì khó bắt tỉa. Nó mà thuộc về rượu nhạt bán người nhỡ thôi. Anh em ạ, xác định nó là rượu nhạt. 8 triệu rưỡi giấy tờ nghiêm chỉnh nhá. Quan trọng nhất là mua nhà mình giấy tờ nghiêm chỉnh. Vâng, bộ vỏ thì lên. Giấy tờ mấy triệu. Nhiều lúc ăn ở đăng ký giả bỏ mẹ. Xuống 1 hả anh? Xuống mẹ 1 triệu. Xuống giả mẹ xuống triệu. Tờ ít tít xa tít. Thì thôi, cái xe kia là bao tiền đấy? Bao tiền giới thiệu luôn con xe đấy. Đâu rồi mang đây? Ông anh đang đến đổi con xe trước mình bán ra, con Ibanez 2016, đổi con 2018. Đâu giáo sư đâu, xe của giáo sư đâu, đây giáo sư đây. Giáo sư lên luôn nhá. Được rồi. Lâu lắm mới lại gặp giáo sư Vũ Khiêu. Đây giáo sư cho xe vào đây. Là con Jim, giáo sư hò hẹn chán lắm, nhiều lúc lắm rồi nè. Vừa có ra các lượng vừa hỏi giáo sư trên này. Khổng Minh ra các lượng trên này. Chào tất cả anh em nhá. Giáo sư. Anh Khiêu, đây là anh giới thiệu anh em, đây là anh Vũ Khiêu nhá. Vũ Khiêu. Anh Vũ Khiêu lâu lắm rồi, thấy anh em hỏi trên này suốt. Thì anh này giáo sư Vũ Khiêu này sao vắng bóng thế. Này yếu. Tháng 3 ngày 8 này cũng vần vò. Giáo sư đọc con này là 25 triệu, ở chỗ tình cảm để cho chú 25 triệu. Đấy, đang mà giả giáo sư 18 triệu. Đấy, để giáo sư xuống 22. Rồi. Bây giờ là anh thống nhất là giữa bản thân thiên hạ, anh bán cho em bao nhiêu? Trên này thấy rõ đi. Rõ, thôi bán được 19 rưỡi. Anh nhờ, không em bảo, anh bảo 19,2 nha, em bảo chốt em cứ thống nhất là cứ 19 triệu lên đây để trao các anh như này đi. Đó là 19,2 lấy tí lọc thôi, mà xe này từ 20 triệu rồi. Mấy kiểm tra rồi. Chất lắm. Em có thể quay vòng xe của anh Kiều không? Xe mông má dọn đẹp với anh em nhá. Chất vào đầu bò đẹp lắm. Đời 22. Anh em chia sẻ cho anh Vũ Kiều đi. 22 em ạ. Xe chất đầu bò đẹp chạy sướng. Vừa nóc căng hết. Rồi. Con này xe nó gọi là tạm tạm anh em nhé, xe dọn anh em nhé. Đây này, cái mặt này thay rồi này. Toàn bộ cái đầu này có tỉa, có là thay này anh em nhé. Tem nội nhá. Tem nhôm, tem nội, không phải tem xịn nữa nhá. Em bảo anh Khiêu mua mẹ tem xịn này nó dán thật. Hơn 200 bạc mẹ. Đó, xe người ta dán sẵn. Người ta dán sẵn ở đấy về. Lúc cái tem đáng bao tiền em, tem này cũng đẹp mà. Quá mua mẹ thịt gà không mua, cứ thịt mỡ cho ăn. Nhà có khách mẹ toàn thịt mỡ mẹ chán. Mẹ gà cho gà ta không cho, mẹ toàn mẹ thịt gà công nghiệp cho anh em mẹ ăn. Nhà cũng đẩy đi không, mẹ cho đánh hỏng người. Đây kiểu gà công nghiệp nhá, chỉ thịt gà công nghiệp thôi, gà trắng 65.000 một cân. Đấy. Cân hơi. Đầu bò đẹp. Còn gà ta giờ 120. Mua dạng mẹ 65.000 cân gà công nghiệp gà tiếp khách. Gà chậm đấy, nó nhạt, thịt cũng chán. Gà ta 120 nha bạn, nuôi thóc nuôi ngô 120. Cái kia 65.000 cân, có nửa tiền anh đâu ra. Ôi nói vui anh để cho em 19 triệu. Anh đã bảo rồi, lấy 200 lọc. Anh để 19 triệu. Bởi vì hàng này là hàng gà công nghiệp chứ, hàng có... hàng có 65 ngày mà xuất một lứa chứ không phải là hàng mẹ nuôi 8 tháng nữa mẹ này bé tí vốc tay đâu. Chiếc xe này toàn 27 tháng. 65.000 một lứa nhá, từ đấy. Lúc nở trứng cho đến lúc xuất chuồng nó 65.000 một lượt thôi. Lấy chú 200 lọc được. Thôi cho em 19 triệu không được anh đã bảo. Vì... thế thôi được. Đây là dạng gà ấy là gà công nghiệp đấy nhá. 65.000 một lứa khi bắt đầu từ khi ốp trứng nở ra bây giờ đến khi xuất chuồng rồi đấy, nó lên 3 cân 2 cân rưỡi. Và xe thông máy. Okay. Chào anh em nhá. Rồi. Xe cũng dọn dẹp đấy nhá, mà quay một vòng lên 19 triệu. Rẻ. Cho anh 19,2. 19 triệu chốt 19 triệu. 19,2 đó. Đầu máy 159 nhá. Đầu máy 159 đời 2013. 19,200. Ôi bán lên này. Không, đã bảo anh ấy mà. Không cả. Không công. Lấy 200 lọc xe đấy em mua xong rẻ hơn. Thôi rồi ok. Thế thôi. Cho anh em 19,200. 19. 19,000. 200 nghìn là lên like đấy, con đang mua đấy cũng 19 triệu. Đây là cố nèo trên like đấy. Xe này dọn dẹp anh em nhé, đây cái này chấm có bị ấy này, chấm nhũ này anh em này. Đấy, tem thì hàng thuộc gà công nghiệp rồi, hàng đấy rồi, chứ không hàng đấy đâu.
cái mặt trên thì thay cái này xịn nhá, nhưng mà cái của Thái cái ông mông nó biết cái gì, nhà lắp cái mặt của nó Việt thì đẹp quá, lại lắp Thái chỗ này em, những cái chỗ này có đồ. Chấm tỉa nhá, chấm nhá, đây là chấm này, đây có mấy ai máy bình thường thôi, ra con nhận chỗ này bắn rồi này, máy bình thường nhá, máy bình thường không thuộc cái căng lắm đâu, bởi vì là giảm sóc thì trước thì được, giảm sóc sau thì cũng hơi mềm tí cũng được. Tất nhiên là tiền nào của đấy tạm tạm. Máy zin nhá, máy zin mình con của mình thế đi thử ngon rồi. Máy zin. Lên anh em 2 triệu rưỡi nhá, 19.2 lên anh em 2 triệu rưỡi. Vâng, 19.200. Mở yên chưa? Bỏ yên thay rồi nhá. Bỏ yên thay rồi. Cả cái yên này còn cái mút thôi, nhựa. À, thay vỏ cho cái này đi. Đây toàn bộ bên trên này được này. Hai tổ không vấn đề gì. Con này mình thay được bộ tem thì ngon quá. 19.200 cộng 2 triệu rưỡi anh em nhé. Đấy, anh em quan tâm một chiếc đợt in Việt, đợt này giờ in Việt đang hiếm, không có nhiều. Đừng tin vào thợ đó. Vâng là đúng rồi. Nói chung là Nguyễn Thành Nguyễn ạ. Nói chung là xe dọn dẹp anh em nhé. Đây là hộp gà công nghiệp và không phải gà ta đâu. Gà ta thì ăn nó thịt nó thơm hơn, nó dai hơn. Hàng này ăn hơi nhã thịt nhưng mà thôi, nó cũng chung chấp nhận thôi. Tiền nào của đấy. Đất này chị Thoa mua. Máy ra cho máy nguyên anh thiết tá em kiểm tra kỹ rồi, xe được. Nói chung là bản sức từ sáng xong. Chốt 20 triệu mua là 19 triệu 200 rồi. 19.2 nhá, lên 2 triệu rưỡi. Con này chị Thoa mua. Đây không 12 mà. Chị Thoa vừa mua đấy. Chị Thoa vừa mua, con này mua 22 triệu đâu vâng. Chịu đâu. Trong nhà ấy. Bản led nha anh em nhé, đời 2016. Xe trong năm mình bán con này 25 triệu. Vừa rồi anh ấy đổi con 2018, biển 77 ấy, có like đấy. Ông anh ông vừa khách ở xong nhà. Vâng. Mua 22 triệu nhá. Đây biểu tượng này anh em yêu yêu Tổ quốc. Yêu Tổ quốc chưa? Đấy, cán bộ nó thế. Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào Việt Nam. Có bông lúa, ngôi sao bông lúa hai bên. Đấy. 2016 anh em nhá, màu xanh tím ạ. Anh em nào thích bản led 2016 đời đầu của bản led 2016. Ra máy vẫn còn zin nguyên. Xe đẹp nhá, trước mình bán là 25 triệu. Vâng. Thật tết đấy. 29V3 29.687. 26 triệu lên cho anh em con này thôi, nhẹ nhàng lên em anh em 1.8 triệu. 22 triệu chứ. 22 triệu. Em mua là 22 triệu nhá. 23 triệu 800. Con này cũng không cần phải dọn đâu anh em. Máy ngon lắm, con xe máy ngon nhá. Vì là con xe kia nó biển 77, anh ấy lại mua con đời 2018. Vâng. 22 triệu anh em nhá, cộng 1.8 triệu đời 2016 máy zin. Sơn nguyên cái tay sách màu xanh tím. Nguyên tím xe chất nhá, xe chất nhá. Vâng. Nói vui thôi. Tất cả xe mình xuống tiền hầu như toàn phải được mới mua nhé, đạt tiêu chuẩn, những loại ấm ớ không mua đâu. Tại vì cái máy rồi là cái khung, cái sườn ấy, cái quan trọng là những cái nước sơn, tem ấy này. Cái đấy nó chỉ là vấn đề thôi. Nói chung là tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Con này máy chất lượng cao nhá. Máy ngon lắm. À, đã nghe ra máy nó mình gần này. Như xe đời 2019 tất cả của nó sơn zin, máy zin, chưa vấn đề gì cả. Vâng. Tất cả nguyên đai nguyên kiện luôn. Quay trên cái mặt trên này, gờ này, quay mặt trên này. Chạy công tơ thì hiện tại ở đây công tơ có hơn vạn luôn. Trên uy tín, ok, cảm ơn Nguyễn Thị My ơi. Cộng 1.8 triệu anh em nhá, xe mới về tại cửa hàng đời 2016 bản khóa chìa. Đấy, màu xanh tím, anh em nào thích đam mê cái đời bản led này thì làm cho em con này. Rồi, tiếp theo một chiếc Click nha anh em nhá, đời 2010. Đấy, Click 2010. Màu đen, xe bởi này. Bởi vì anh em buôn đường dài không phải đơn giản em ạ. Nếu mà anh em mình bán rất lâu năm, mình bán đường dài bắt buộc mình bán xe chuẩn thôi. Anh em quay vẫn đầu về chết. Thật ra những xe mình gửi đi xa mà anh em không may xe gì, nhưng anh em quay hồi về chết mình luôn. Thế thì mình bắt buộc xe mình bán này toàn bộ xe chuẩn, xe chất lượng cao như dám bán. Tất nhiên là so với cái phân khúc đấy thôi, chứ còn mình cũng không phải là ấy gì, nhưng mà nói chung nó cũng vừa tiền. Vâng, anh em buôn bán đường dài mà, mua bán thì 2010 anh em nhá, một bản Click 2010. Đấy, cái hôm nay mới ra xong rồi lên nó hết buổi like của em. Đấy, 2010 anh em nhá, xe cũng được dọn sạch sẽ. 346 anh em đang xem. Tay sách thì được bắn tỉa, ra máy bắn tỉa, lưỡng động cũng đều theo xe thôi. Biển 30Y7 anh em nhá, 6065. 2010, anh quay nốt cho em một vòng bên này. Đấy, xe những cái dòng xe này nó là giá tiền thì nó hợp tình hợp lý. Cái này thì có được spa rồi anh em nhé, đây có được spa về độ sần rồi này. Đấy, có độ sần rồi. 2010 anh kiểm tra luôn nha em, con này 30i.
9 triệu đồng nha anh em nhá, 2009. Vâng. 2009 à. Trong đó dọn dẹp đẹp đẽ lên rồi. Sạch hết rồi. 9 triệu thôi. Vâng, 9 triệu đồng anh em nhá, một chiếc click. Trước... bản Honda. Máy ngon lắm. Đây, máy này, giá hợp lý. Đỗ Thanh Thiệp vẫn đang bán hàng nhá, Thiệp vẫn đang bán hàng. Vâng. Thiệp Thiệp giờ đây bán hàng, nhưng cái là Thiệp giờ này thông báo cũng chia sẻ anh em là Thiệp giờ này vừa ăn căn nhà nó cũng khá tiền ở gần đây, vừa mua nhà nhỏ đây đang đầu tư mất 600 triệu tiền sửa đấy anh em, đang chạy cong mông ấy. Nhiều lúc nói thật đấy anh em, cứ bảo nhân viên Hoàng Kiên nhưng mà vẫn có nhà xe là Hoàng nhé, vẫn ô tô nhà Hà Nội đàng hoàng chứ không đơn giản đấy. Nói chung là đều vào đây để mà bây giờ cái cuộc sống bây giờ anh em nó là đối tác rồi, không ai nó là người nào làm cho ai nữa rồi. Có xe chất lượng cao anh em nhá. Ở đây là Thiệp hơi bận về tí mà chút sửa sang nhà anh em ạ. Anh em qua đường Nguyễn Thanh Toàn chéo một chút ấy. Căn nhà logo cũng rất là đẹp. Vừa rồi phải cộng so với anh em buôn bất động sản phải cộng có 1 tỷ anh em nhá. Ok, ông ấy vừa mua được 2 ngày mình phải cộng cho ông 1 tỷ. Ở Hoàng Kiên cộng có 2 triệu mẹ, em đến bao giờ cộng hẳn tỷ. Vừa rồi mấy anh em buôn nhà đất ở khu vực Hà Nội cầu Giấy này kiếm lắm ấy. Đấy nên thì vừa phải cộng, anh em biết mình dân buôn bán mà. Vẫn một căn nhà như thế trong năm giá nó khác. Vừa rồi mình mấy anh em phải cộng lên 1 tỷ một căn. Tức là đây giá này, tôi mua 5 tỷ tôi phải cộng lên 1 tỷ nữa là 6 tỷ. Cứ thế tôi bán không, tôi không bán kiểu thế. Thiệp ngày nào cũng like mấy em mà. Ngày nhưng vì mình kết là mình mua thôi. Vâng. Đấy. Tất nhiên anh em cũng theo mình rất là lâu năm rồi, hà là. Nhưng mà kiên từ xe đi lên mà đúng không ạ? Nói chung là Đỗ Thanh không được thế đâu anh ơi. Em cũng bình thường mà. Nói chung là mình hai mấy năm anh em ạ, tất cả anh em làm ăn nó là lâu năm lắm rồi. Từ khi đất nước bắt đầu đổi mới anh em ạ, Hà Nội này nó tắc đường, xe máy nó tắc đường đấy, trong đó cũng có những chiếc xe của mình giao lưu nhiều lắm. Nói chung là Hà Nội kinh khủng, mỗi người một chiếc xe anh em biết là người thì thích mua mới, người thích mua cũ, người thích chơi đấy, như cái mình cũng phục vụ được. Hai nữa là mình rất may mắn mình đứng ở đây này, ngã ba sông, đây là một con cổng chợ xe máy anh em ạ, nên vị trí nó không ai có thể thay thế được anh em ạ. Đã nói về kinh doanh thì liên quan đến vị trí anh em ạ. Thứ nhất là cự ly, thứ nhì cường độ. Thế nên cái cự ly ở đây mình hầu như mình kiểm soát được hết. Về cái thị trường xe máy cũ Hà Nội này. Đấy. Tất cả xe giá cả lên xuống những buổi live này mình cũng biết là rất nhiều anh em cả nước cũng biết là nắm được cái giá ở Hà Nội. Đây là trung tâm nhá. Khu Nam Hai Chùa Hà này là trung tâm của như kiểu phố Uân ấy, nó có liên quan đến xe máy nên nó sẽ rất nhiều anh em ở các tỉnh sẽ lấy cái đấy lại làm nền để tiếp tục mình buôn các xe khác. Đấy. Cái đấy là những buổi live mình hiểu mà, mình đi mình biết là anh em rất hay xem. Anh em cả nước xem để biết cái xe này giá thị trường bao nhiêu để mình mua hoặc là mình có thể mình kinh doanh. Đấy không phải là nguyên cái anh em tiêu dùng đâu. Có thể là nhất anh em cầm đồ rồi thợ buôn xe cũng sẽ theo dõi mình nhiều lắm. Thôi, lại tiếp tục đi. Vâng, một đây, chiếc. Đây nó là tâm bão của ngành xe máy cũ anh em nha, đây là tâm bão rồi. Một chiếc Sirius bản RC nha anh em nhá, bản vành đúc phanh đĩa màu đen, màu đỏ đen. Xe đồ đều theo xe 2017 nha anh em nhé, 2017. Biển 36B60832. Tận 2017 đấy anh em ạ. Đấy, công tơ chạy hơn vạn rưỡi này. Bản RC vành đúc phanh đĩa anh em nhìn em quả lốp, anh em mới thay quả lốp. 2017. 11 triệu anh em nhá. Vâng, 11 triệu đồng mới cũng cửa. Xe chất lượng. 380 anh em đang xem. Vâng, anh em nào thích những cái dòng RC Sirius bản chế cơ thì được, làm cho em con này tận 2017 anh em nhé. Lắm. Mua nhà là bình thường, không phải, nói chung là cũng làm lâu năm mà cũng tiết kiệm đấy. Nói chung tất cả anh em cũng thấm nhuần nhà mình ấy, hầu như anh em không chơi bời đâu. Ai cũng có tính tiết chịu khó làm ăn. Thì tất cả là cũng là tiết kiệm, anh em biết là bây giờ mỗi tháng cũng 10-20 triệu thôi, nhưng mà cái là nó tiết kiệm lâu năm, nó tích tiểu thành đại, mẹ thế thôi. Tất cả nó là tích tiểu thành đại anh em ạ, chứ làm lâu mà nó thành giỏi hết. Tiếp theo đây nhá. Ablet bản đầu để to nha anh em nhá, anh em con này về dán rồi đấy, 2012 bản pha đen đấy ạ. Có thể mấy anh em đi tên lửa đi một đi tầm khoảng một tiếng về vào Thanh Hóa, nhưng mình đi bộ 2 ngày
cũng vào Thanh Hóa, em ạ. Báo giờ cũng thế, nó cứ lấy lâu, thấy thời gian. Thời gian là rồi nó đi đến đấy chết. Không cần phải tốc độ làm gì, cứ bình tĩnh thôi. Con này màu đỏ đen anh em nhá, anh em về dán quả phiêu màu vàng cam. Đấy. Bản pha đen đời 2012 ạ, bản đầu to. Đấy, máy thì vẫn còn ra máy, vẫn còn zin này. Không, con này không bóc không bóc. Mình bán 11 triệu con này nhá. 11 triệu đồng máy zin anh em ạ. Máy do. Máy zin đấy. Hay dạ, ăn quả biển 43. Em thua cái anh em nó hơi xa. Nó là Nguyễn Bá Thanh. Quê hương của là một trong những người nổi tiếng Nguyễn Bá Thanh. Rồi, biển 43 anh em nhé, 11 triệu đồng, 43 D115591 2012. Nói như 1952 anh nhỉ. Biển 43 anh em nhé. Anh là không phải đâu em, thì được cái là được cái cũng chịu khó học hỏi đâu có vấn đề đâu. Bình thường. Đấy, ăn xong rồi mình còn đi chơi thì hay là cũng phải Hà nói lội không vội được đâu. Tám ai đã lên đường chưa anh? Anh đang hỏi con Tám ai. Anh ơi, không phải là một người đâu, nhiều người tập hợp. Đấy. Anh Khương Khói đang hỏi Tám ai lên đường chưa? Chắc cái con Tám ai bán cho anh Hà đúng không? Bán rồi. Con ấy bán rồi nhá, Khương ơi, anh bán con xe 82 em đẹp nhất rồi, nhất tỉnh rồi. Xe đấy nó về đến một đại gia rất là nổi tiếng của tỉnh. Đấy. Em nó con chim quý để phải để lầu son. Chính thức con 82 của em Khương hiện tại đang để một tòa lâu đài. Rất là kín đáo em. Nó đang nằm trong phòng khách một tòa lâu đài em ạ. Xe 82 đấy, đắt tiền đấy mà nó sẽ không bao giờ tính toán em ạ. Ông chủ ông đang đi con LX600, ông vừa mua 11 tỷ xong, ông bảo Kiên kiếm cho con xe. Mua ô tô 11 tỷ, ông cảm kiếm cho con xe 82 đẹp nhất, được con đẹp. Thế mình thì ở đây cũng rất là nhiều anh em có nhu cầu mua nhưng miễn sao là nó phải hợp lý. Nói chung là con chim quý đã ở lồng son rồi. Chính thức là con 82 đã về với chủ nhân không bao giờ phải đi, nói chung từ ngày mua không thèm đi. Để cho đẹp thích mình mua rồi mình chơi. Nói thật 100-200 triệu thì cũng chuyện nó là chuyện nhỏ. Đấy. Vâng, con 82-87 triệu thì mình vẫn còn. Có con 82-87 chính, con 82-87 trước mình bán ra, trước mình mua con đấy 82 là mình mua con đấy là 85 triệu, mình bán cho bạn đấy là 85 triệu. Đấy, hiện tại là cũng là để một tòa lâu đài nhưng thật sự ra nó chưa phải là nhất tỉnh. Đấy, có những chiếc xe đẹp nhất tỉnh. Thế con kia thì tiền trăm là phải nhất tỉnh. Đấy. Nhất của một tỉnh. Đẹp mà. Lâu đài rồi mình rút con này ra. Con này thì đuối hơn một tí. Thì rẻ được mấy chục. Đấy, anh em ai có nhu cầu con xe 87 triệu cũng rất đẹp. Trước con xe đấy mình đã có một video mua con đấy trực tiếp là 85 triệu. Mua một video luôn. Có một video đấy con mua con 87 triệu là mua hẳn 85 triệu. Con xe đấy về trở về mà ai cũng phải trầm trồ. Con đấy nó phải tính huyện rồi. Con xe 87 triệu là con nó phải là đứng đầu huyện. Nhưng mà chưa được tỉnh, con xe đẹp nhất tỉnh luôn. Đấy. Cả tỉnh không có. Vâng, một chiếc giờ đích anh em nhé, đời 2017 FI ạ. Đấy, anh em nào thích thích thì làm cho em con này đi ăn đi làm. Grab đều ok mọi người nhé. Chạy vạn tư rồi, đời 2017 FI. Nhiều lúc anh em ạ. Nhiều lúc anh em ở hâm mới mua cái xe đắt tiền thế. Cái thổ cái toàn nhà giàu nó hâm bởi vì người ta, anh em nó quá nhiều tiền. Thế ác rồi đấy, những con xe cổ ấy bảo tại sao đắt như thế. Mà tại sao có người mua nhưng mà thật sự đó. Đôi khi anh em bảo một vài trăm triệu kẻm to nhưng thật sự là mấy anh em nó có khoảng vài trăm tỷ rồi thì đương nhiên là vài trăm triệu thì nó là quá nhỏ. Đấy là quan trọng là có để mà chơi không. Chọn nhiều lúc là không có. Đấy, nhưng mà cũng là xác định người giàu thì cũng tiêu tiền đúng sự xứng đáng đồng tiền ấy, không ném tiền qua cửa sổ đâu. Đấy. Ôi, vâng. một chút bên ngoài đi anh em nhá, lại tiếp tục những chiếc xe. Vâng, biển con này là 29H1 nha anh em nhá, 29H1 87262 đời 2017. Đấy, 12 triệu nhá. Vâng, 12 triệu đồng. FI. Bản RSX nha anh em nhá, có 12 triệu đồng, xe chưa rửa giấy đâu anh em ạ. Đây. À, dọn rồi đấy chứ. Con này dọn rồi sao nó để bẩn. Em ơi cho con này rửa lại nhá. Hiện tại em chưa có anh nhá.
Anh em ai có con Jupiter V5 VT7 số máy 5 VT7 nhá thì liên hệ với mình cái, mình đang tha thiết muốn mua. Đấy. Sơn con này đúng là sơn zin hay sơn lại xếp. Đào cường không con nào, mấy con nào cũng quên nữa, đã anh đào cường. À con AB. À con AB con đấy dán nhá, con đấy dán đấy. Anh đào cường. Rồi cũng là một chiếc A Black bản đèn bi. À sorry hai con bản đèn led. Đèn gì mi? Đèn led anh em nhá, bản đèn led 20. Em nó đến từ xứ Nghệ. Vâng, 2016 ạ. Quê hương của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng rất là ồn ào. Thật sự ra thì cũng rất là tiếc cho một những nhân tài của đất nước. Mà hiện tại là cũng không làm nữa, rất là tiếc. Anh Khương Khói đang bảo ai cũng bảo em hâm. Ai bảo em hâm ai đúng không? Bảo em hâm. Anh Bún Đáo đang bảo là có con xe người, đinh thái là người giàu người cũng nghèo cũng về ông phủ hết đúng không? Vâng. Đúng rồi, người giàu người nghèo cũng về ông phủ hết thì chả có việc gì chơi. Nhiều lúc mua xe về chơi chuyện nhỏ. Cái đấy đôi khi nó là một trong những niềm vui, cái đấy nó làm thú vui cho mình cảm thấy vui. Mình cảm thấy vui thì mình mới khỏe, thế thôi. Mình cảm thấy không vui thì mình không khỏe. Có đôi anh khi có Ngọc những Sơn việc ơi. Làm nó rất ngớ ngẩn ấy, nhưng mà thực sự không phải đâu. Nó là niềm vui đấy, nó là niềm vui mà. Vâng, anh Trình Ngọc Sơn nhá, bên em có mua bán trao đổi mua lại bình thường nha anh nhá. Đấy một chiếc A Black bản led nha mọi người nhá, đời 2016 màu đỏ đen. Ừ. Đấy Caramel quay lại cho em một vòng chi tiết để cho anh em nhìn cho dễ ạ. Zinet nha anh em nhá, bản 2016 rồi đi qua đây cho em. 2016 nha anh em nhá, tất cả những cái quê hương của chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Em cũng còn zin. Tiếc quá nhỉ. Con này xem nào, biển rồi, đuôi 18 đây. Ra máy zin, củ máy zin, biển 37 rồi. 2017 nhá, bán cho anh em 25.500. M1 73018 anh em nhá. 2017 rồi, vâng ạ. 255. Chào chú Quang Xuân nhá. Tiếc quá. Vâng, chào chú Quang Xuân nhá. Tiếc quá, một nhân tài tương lai ngày ngời đại ca cũng đã tiếc quá. Anh Điện Văn Nguyễn, em ơi, cái quay thái hôm qua còn không? Anh ơi, 810. Còn anh Điện ơi. Thì nhờ anh Điện, Nguyễn Văn Điện. Vây thái hôm qua còn không còn nha anh nhá, 21 triệu con vây thái 110, xe dọn sạch sẽ đấy ạ. Xe dọn đấy, đẹp đấy. Vâng, bí thư tỉnh ủy Bắc Giang quê em sáng hôm qua lệnh bắt tạm giam vì tập đoàn Thuận An. Anh Tuấn Hoàng bao nhiêu? Em bảo 24 triệu. 24 triệu à? Đâu vòng vòng đây em xem nào. Vòng đây xem nào. Anh vào vòng đi. Anh đi tiêu 3 mét nhà hiện tại không có nhá. Anh lại không đăng. Em đang làm 3 rồi. 3 rồi. Đời 2, 29 này không? 29 à? Anh 2 thôi. Bây giờ em bán bao nhiêu em? Không, chị không quay em đâu, chị đây là mic. Bao nhiêu? 64 triệu. 1964. Chính chủ thế em cái gì? Chính chủ anh cũng được em có luôn. Có liên hệ được với anh không? Có chứng minh thư à? Mượn mọ của anh mẹ giờ mang lên bán thì chết đấy. Anh em không? Để làm gì? Có chứng minh thư rồi. Anh có đồng ý bán không? Thì có chứng minh thư em viết giấy bán cho anh làm được. Không, thì... xe này mày cái đi. Cái photo của cái gốc mà anh. 2019 bán 64. Là phải có 31. Bản. À không, photo cái chứng minh thư của. Có chứng minh thư mà bản gốc đấy rồi. Em bảo anh ruột em ấy là cho cái số điện để sau này đi sang tên ấy. Cùng địa chỉ đúng không? Đấy, vâng, vâng. Thì xong đi sang tên bọn anh rút hồ sơ ấy. Đấy, đưa mà cơ. Nhưng mà mua có mua không đã chứ. À đây, nó thì cái đấy gì còn mua thì sao lo nguồn gốc. Mẹ xe 100 triệu ông mẹ rồi, may mẹ mất trắng mẹ luôn, nguồn tiền rồi, giấy. Em thích mic không? Em ngại. Chính chủ anh ruột em có luôn. Mua thì mua, chả mua thôi, mic em gì. Chính chủ anh ruột em ruột. Anh ruột em bỏ chính thư là đăng ký. Ông ơi, nhảm hết tiếc. Đây, mượn. Anh cho mượn xe tí cho mà bán mẹ mất tí về mẹ. Của anh vợ anh rể đấy. Anh rể ông chính chủ nhá, là ông anh rể có họ tôi làm sao tôi biết được. Ông anh rể chính chủ ấy, em gọi điện cho anh rể thì phải đồng ý điện đâu. Chẳng đồng ý thì không đồng ý. Ai làm đi bán rồi chết rồi. Gọi điện trực tiếp đó lại có lại đó lại ông Tiến này có đồng ý bán cái xe này không? Chẳng đồng ý bán thì đồng ý bán anh mua nhá. Rồi rồi ok. Cứ gọi điện thoại đồng ý. Đấy, quan trọng nhất là nó ok. Xe cộ. À không không sao, xe này của anh rể, chị gái cho nhau cả cuộc đời, đằng em vợ phá phách. Chân trống anh ơi. Chân trống.
em vợ này nó ngoan quá nên nhiều lúc không hay. Bớt được nhiều không em dạ? Thôi thôi thôi, để xem này. Thôi bảo nhá, không có gì đâu, phải lùi cho anh 2 triệu nhá. Lùi với anh 2 triệu. Trong kia ấy rồi, em cũng bực, không bán. Nó xương quá, giá nó xương thì mới có giá ấy. Biết mà bà nó chả hùng như thế anh phải thôi để đi ra. Chính chủ anh rẻ trong lốp còn không? Em có đàng hoàng. Nó đang ngại đấy, bán xe dũng sĩ diệt gia đình nhưng bán xe. Thế anh rẻ, liên hệ đàng hoàng. Nói chung là mình mua bán phải liên hệ số xe nhá. Mua bán vui vẻ ấy mua, vớ vẩn. Xe cộ anh quanh rất việc. Đan quạt này anh em nhìn này, cái này là tự hiểu đi. Bó tông đi. Anh em nhìn cái này là tự hiểu. Anh Tùng anh đang bảo là đập chết xỉa, anh Duy đấy. Đan quạt liêng liêng, liêng liêng. 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 Này. Không không được 250. 5 thằng. Ai bảo 66 đường 2 chứ mà. Anh xin. Có khách của nó. Dán hết đấy. Đúng nhỉ? Con này là chắc đời 2018. À, 19 nhỉ? 19 chắc ngày xưa nó thích 2018. 19 là à, lòng dưới. Có 2019. Không, con này làm sao nó 2019 được. 18. Đúng không Điệp? 2018 đúng không? Lòng đấy nó phải bạc mà. Lòng bạc cái mặt trên nó phải bạc mới là đúng đời 2019. Vàng nữa. Đây. Lùi cho anh triệu. Anh lùi triệu này. Mua cho nhanh anh em ạ. Anh em nó xe em. Xe của em để bán thằng em vợ bán ông anh để. 100 anh dám. Đây là rồi anh trông hôm nay em mang ra chợ bán chưa biết hoàn kiên. Bán đi em. Ông em này chưa biết. Chưa biết. Anh Niên bán đi, bán cho chị đi. Anh Niên à? Ôi, anh bảo mình phải dạy bảo nó. Mình phải dạy bảo nó để thế. Em nhá, bán đây chị 63 triệu. Bảo em nó. Hầu hai em lại lượn vài một hai vòng đấy. Hầu được là một anh em lượn một hai vòng dạo dạo phố cho nó mát xong rồi quay về sau. 63 triệu. Mua cho em 63 triệu. Anh lên đấy. Lên ấy rồi để là hai ủ thêm cái có cái mũ úp nhẹ đầu anh em. Đấy em bảo em vào bên đấy. Có cái mũ úp nhẹ đầu. 1 triệu nữa làm cái gì? Đấy. Đang vần. Anh em đang vần. Bất động sản cũng thế mà xây dựng cũng thế, ô tô cũng thế mà. Xe máy cũng thế, nó cũng thắt nhau, ông nào cũng thế. Cái gì nó có tí vấn đề không? Có cái mũ không anh Phương Anh ạ, à, chưa. Anh bảo em đi. Bảo nó phải dạy bảo nó như thế này. Không bớt em. Không bớt tình tự Ngọc anh nhớ. Ngọc có nói là ấy là cha anh ấy. 63 triệu. 2. 3 triệu anh bảo đi. Ba gì em nói thế, nó bây giờ nó lui rồi thôi tí, rồi anh làm một dưới mình giảm 64 đi. Ngọc giảm 64 anh làm 3 rồi. Anh không nói dối đâu. Một rơi bọc. Thêm nó 500. Em ơi, ê. Thêm thôi mà mày lùi đấy, em cho nó lùi 500. Đấy, cũng phải lượt lượt. Lúc nó điều tiết. Trong cuộc sống đôi khi nó có sự linh hoạt. Em ơi, đây em 635. Bảo viết giấy đấy chị. 635, viết giấy bán đi, anh Long cho bảo. Đây, đủ các thứ đi. Anh dân vào đi, anh dân vào đi, em đang. Bên nhà, ok. Không có like đâu em. Không like nhá, thống nhất không like. Em xe của... Ok anh em nhá. Em ơi, chìa khóa 2 chiếc gương một đôi nhá, này. Hey. Hai chìa khóa một đôi gương. Có một chìa khóa hai. Ừ, hai chìa khóa. Có gương không? Anh Thiệp ơi vào chưa? Anh em quay vòng đi. Đây. 635 lên 1.5. Anh ạ, đấy có cái mũ này. Cái mũ. Tí nào rồi ok. Lai đi, cũng anh vào. Có đây cái mũ này, mũ. Có một cái mũ đấy, bao giờ. Nhanh thế, phát về ngay, cứ từ từ đã. Úp nhẹ lên đầu tí, em nó không có cái mũ này tự nhiên nó không biết là Hoàng Kiên đâu. Rồi. Một vòng đi chạy van 7 nha, lốp còn tin theo xe. Em nói SH 125 là 019. Mua 635. 635. Bảo Long nghiến răng ít thôi. Anh Tùng gì? Tùng Duy biết Long à? Duy biết Long à?
đấy, 635 có cái mũ úp nhà lên củ rưỡi nữa là 65 triệu nhá. Chính thức là Hoàng Kiên là mua vào 65. Xe đó sơn zin máy zin, đây tay chay hơi mòn đi này. Đây, chỗ này thì nó từ năm 2019 rồi. Một chiếc xe huyền thoại. Vạn mới đi vạn 8 này, xe chính chủ tên ông anh rẻ. Chưa. Bồi lốp còn tin đâu kia. Mưa nãy một tí đâu. Rồi biển số 29X5 anh em nhá. 59032. 65 rồi nhá. Hoàng Kiên lại một cái mũ úp nhẹ lên đầu nữa. Hai lần mũ úp là nó hơi nặng thế. Lên 3 đấy anh em nhá. Đấy nó có hai lần mũ nó khổ đấy, một cái mũ úp rồi lại thêm một cái mũ nữa. Nên nó khó. Để mà hai bên mà gặp nhau thì quý quá nhưng mà nó khó lắm anh em. Bán nhà bán đất thì đến hỏi hàng xóm tặng lâu rồi nhưng mà bao giờ muốn tham khảo anh em ngoài tí. Đấy. Một vòng đi. Sao? Từ. 635 cộng 1 triệu rưỡi. Giờ lại cộng tiếp anh kia nữa. Máy vẫn nổ đây, bây giờ dán hết nhá. Dán hết. Xe này đã mất tay sách rồi anh em nhá. Ai mà mua nhu cầu mua tay sách xịn của đời 2019 thì mất. Mặt nạ hết 350 nhá. Nếu để nguyên này để. Thay mặt nạ tay phanh thì cũng không được thẳng lắm, hơi cong một tí nha anh em, thích thay nắn. Thay thì mất 60.000 còn nắn lại thì không mất đồng nào. Đấy. Yên đẹp, xe nó không xước ở đâu, dán đi lâu bây giờ bóc nhá, anh em anh nhu cầu bóc thì hết 500.000 tiền bóc. Sơn cái này chỗ này phải sơn này, nếu thích sơn thì sơn. Anh đang nói chuyện. Sơn thì chỗ này nếu mà anh em sơn mất 60.000 nhá. 60.000 thì tay sách không có để nguyên, lấy nhũ bôi một tí chỗ này. Thì đằng trơn trên zin. Máy rất đẹp, có máy. Đã lắp cái này này, lắp cái chống chuột phắn. Đây mình tả rất là chi tiết nhé, xe hai chìa khóa không gương, ghế lái vỏ yên vẫn đẹp, được cái con này đi rất ít, 1.799.000. Đây anh em tặng cho một bộ bài nhé, để anh em liêng lục các thứ thì phỏm phẻm các thứ thì 3 cây. Đây là làm thế đấy. Đấy là cái gì ấy? bài anh em ạ. Đan bài thửa. Ông hậu ông quay ông bảo bài thửa này anh em này. Đây, bài nhá, anh em xem nào, em đánh bài. Thế à? Nói chung là thế á? Bài này nhìn xuyên. Ông này, ông lai, ông thọ hậu biết. Bài này, bài nhìn xuyên thấu nhá. Có nghĩa là mình ngồi đây là mình nhìn, mình biết là bài người ta đánh như nào. Thế à? Bài này, bài thửa nó mua đắt đấy, không phải lại mấy nghìn một bộ đâu. Mười. À 2.500.000 bộ bài này. Chịu, cho không đắt. Bốn triệu rưỡi con này nha, mời anh em sang bên này đang thiệp đang anh tả coi anh bán được đây, anh đây anh em đến với một chiếc bản Suzuki Sega tên là Driver Skyride. Đấy. Con này nó cá trình biển nhá, tên nó là cá. Luôn là chê cái mẫu mã cá trình. Mấy ông thiết kế Suzuki gặp nghe đây đoạn này chắc là buồn đấy. Mà thôi được cái đời cao, động cơ 125, hàng của Suzuki đời cao. Anh em nhá, 2010 rồi. Nó là ai Ablet của Suzuki. Đúng rồi, lúc mua ba lúc nhà máy sản xuất là cạnh tranh với cả Ablet đấy. Bây giờ anh mua bao tiền? 4 triệu rưỡi. Tem đồ vẫn còn nhá. Tem đồ huy hiệu quốc huy của hàng của Suzuki đều có hết. Bản chế cơ thôi, chưa được FI đâu. Hàng hiện tại là sơn zin máy zin mộc mạc nhưng mà nó là sơn zin máy gì máy rất là căng đấy. Vừa mua 4.500.000 cộng anh em 1.700.000 rồi. Xe trước mình bán ra nhá, xe này trước mình bán ra 6.800.000. Xe mình bán ra nhá, máy vẫn ngon lắm. Trước mình bán ra đây này anh em, liên quan thẻ đây, chủ xe giờ đang vào bán thẻ nhà thầu đây nhá, Nguyễn Văn Tới, nhà thầu đeo trước ngực để đi vào cơ quan. Nhà thầu, ba quản lý khu đô thị Đa Tốn, Đa Tấn, Gia Lâm, Vinhome Ocean Park. Đấy thẻ nhà thầu Vinhome. Chắc là liên quan đến mấy bác thầu thợ gì giờ này cũng hết công trình rồi. Anh Tùng Ghi Long vẫn chưa bỏ được bản chất, vẫn giữ nghiến răng như xưa khi chưa chạy đứt dép mới ngoan thôi. Và anh Tùng Duy chính đỏ, anh Tùng Duy một trong những người đấy. Anh Long ấy, có thể anh em biết anh Long ấy là cũng một trong em, anh trước cũng theo anh Khánh ấy. Em của anh Khánh Trắng
Bây giờ tập họp chợ bao năm rồi. Đấy. Hà Nội chưa mưa anh Tùng Dương ơi. Anh lên hộ em nhờ tí, em đang like. Anh là em đang like cái này. Nói chung là mình cũng chơi được hết nhá, mình chơi được tất cả các món. Đấy, lòng. Lòng con. Tùng Vi ok, Vision đây luôn đây anh Trọng Tấn ơi. Có luôn Vision đây luôn đấy ạ. Không, Tùng Vi biết Tùng Vi. Anh đã đấm bỏ mẹ. Anh Long đấm. Anh ấy bỏ anh đấm bỏ mẹ. Tùng Vi. Rồi, một chiếc Vision nha anh em nhá. Vision. Vision 2012 ạ. 2013. Rồi 2012 đấy ạ, bản màu trắng nha anh em nhá. 29S6. Vâng, 29S6. 18710 nha anh em nhá. Rồi. Tay sách vẫn còn gì theo xe này, chưa phải rồi. Bắn tỉa anh em ạ. À có bắn tỉa đấy lúc trước rồi. Có bắn tỉa lúc trước rồi. Rồi ra máy cũng vẫn còn zin nhá anh em nhá. 14 triệu nhá. Tháng 10 vâng. 12 14 triệu. Máy zin anh em ạ. Xe chất lượng cao. Máy công tơ sẽ vào tầm khoảng hơn 3 vạn. Con radio Họ Nguyễn, radio có nhá Họ Nguyễn ơi. Đây. Anh chẳng anh. Tấn xem là con này có ok không anh nhá. Anh hay anh lấy đời cao. Đời cao em cũng có. Nói chung là ngày trước chia sẻ anh em chút là mình ngày trước mình đánh bạc, mình không là người chơi chính, mình chỉ chõm thôi. Nên mình đánh cũng ít thua mà cũng nói chung cũng ít thắng ít. Em không biết đánh bài đâu. Đánh chõm trước đánh phỏm anh mình có đánh mà đánh nhưng mà đánh toàn kiểu đánh mình chơi theo kiểu cò ngoài thôi. Đấy cao đây anh ơi. Bao giờ nào cầu đỏ là mình bám vào tí thôi xong mình rút ra. Nói chung là kiểu mình ăn non. Nói chung là đánh thì phải ăn non thì mới thắng, nhưng đánh ăn già chết. Hay định kỳ người ta gọi như anh Trực Nguyễn nhá. Cái đấy là mình mua sơ mới, người ta cứ gọi định kỳ đó, mình là bảo dưỡng là đầy đủ mà. Vâng, 1454 cây. Bản 2024 nha anh em nha, bản định danh rồi đó. Xe anh là Tùng Vi Bảo Long đánh được bao người để anh cho người xếp hàng okay, chú Long đánh. Có Jupiter đầy đầu không? Hiện tại em không còn anh nhập trường rồi. Biết thế nhỉ, các anh biết nhau hết trên này rồi này. Biết này, anh Tùng Vi là biết anh nhau trên này. Anh biết mà, anh Tùng Vi là anh biết, anh Tùng Vi cũng là... Em đến từ Sơn La nhá, một chiếc Vision. Vâng, 26 Sơn La, 26AA, 41086. Anh bảo quốc không thế thôi sao được, vâng ạ, em chỉ có chõm thôi nhá. Em chỉ chõm thôi, anh biết, nhưng mà thị trường xe máy cổ Hà Nội nhá, anh em ôm nhiều, đây có ôm rồi, chả ôm. Trong nhà mình chả còn nhiều xe cổ, đầy xe khác thiếu gì. Đấy em ơi, mình không tàng trữ, mình không làm vườn, mình không nuôi lan. Anh em ạ, không thương mại, anh em nay có nhu cầu mua, không quan trọng, không ôm lại làm gì. Chạm vào nỗi đau khổ của con em. Không tàng trữ nhá, buôn xe cổ mình không buôn nhiều đâu, bình thường lắm. Bây giờ buôn rất bình thường, rất nhiều. Được cái bán rất nhiều nhưng cái là lại trôi hết. Có chứng minh thư sống. À. Không. À, đang vỡ. Có hai chìa khóa. Xe này xe phải đang dân đang đi đấy, không phải xe thợ đâu, không xe máy. Dân đang đi đấy. Không chắc là được mà. Con xe chủ vỡ rồi. SH chủ vỡ rồi, không liên hệ được. Hôm nay nó toát toạc đấy rồi. Đúng rồi, chắc con này đúng là đưa em vợ đi. Chắc là em vợ chứ nhỉ. Bữa thấy mẹ ông ấy, mẹ ông toàn mẹ mày bài lá đấy người xe đẹp, con xe SH này đẹp lắm đấy, nhìn nhìn đẹp không, xe chuẩn chắc chuẩn, xe dân đi mà chuẩn, xe không ghép đâu, xe này chắc không phải chắc vỡ bán thôi chứ không phải gì đâu đấy được. Con SH chủ xe giờ đang ở bên Campuchia rồi. Yeah. Rất bán cho lành mà kia không phải đâu. Vì xe có hai chìa khóa nhá. Xe những xe thấp nhập à, xe này mà có hai chìa khóa mà xe nó mộc này là không có đâu. Không lướt được. Còn những xe hai chìa khóa đã thông minh nhá, chỉ có một chìa khóa thôi, có hai chìa mà chìa theo xe là không lo. Đấy. Chủ giờ đang bên sang Campuchia gặp bên đấy. Đấy. Chủ bây giờ là thuê bao quý khách hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Đời đầu không có anh nhập trường ơi. 8668. Vâng. Đời 2024 nha anh em nhá. 2024 gương lược chìa khóa đầy đủ cả đôi cả 4 chìa luôn. Đây anh em mua xe mới nha, có xe đi luôn. Đấy. Gương lược đầy đủ anh em nhá, 1400 cây.
biển 26 Sơn La. 30 triệu nhá. 30 triệu đồng màu trắng. Đấy, anh em nào quan tâm xe mới lắm, có hơn 1.000 giây anh em nhìn. Có nghìn, hơn 1.000 giây. Rồi, rồi, ok. Rồi, anh em có 1.000 giây này. 1.8 năm này. 1 lít 8 rưỡi okay, okay. Anh em nhá. Rồi, vâng. Hơn chưa được 2 lít, 100 cây. 1.400 cây anh em nhá. Rồi, bên này anh ơi. Anh Tùng Duy. Ok, để em vào, anh bảo anh Long nha, anh Tùng Duy nhá. Rồi. Rồi, em ơi. Em ơi, con này ok em ơi. Con FH vừa báo giá like. Thuận ngô mình báo rồi. Anh đâu bảo anh chẹp anh ấy qua đi. Rồi vào sau nhá. Chẹp đang bận khách anh ạ. Ừ, anh phải báo ướm thì thiệp trước đi, đứng ra bờ đi. Nó vậy. Để làm việc ngay, ủa nhưng con này nó mông hết lại, chán lắm đi. Bao tiền anh? Em ơi, thế thì... Cứ cài, cài. Em cho nó giao lưu vào, cho nó vào việc được, nhà em giả kia nhỉ? Nó không đẹp nhỉ? Nó cứ dọn loại mông má lại, chán nhỉ? Nhưng mà kia cái loại này thì làm nhớ. Anh chào các anh trên này. Chào mọi người nhá, lâu lâu gặp mọi người, vừa nghỉ lễ rồi, chúc mọi người một tháng vui vẻ nhá, làm ăn phát đạt nhá. Ừ. Kia đó, không phải làm gì cái này. Mông hết lại. Ừ, nhưng mà kia này. Của nó là DH88 ừ. Là 82. Ủa, 82 đỏ xịn nhá. Cái gì nó lạ nhỉ? Đồ máy 85 đây. DH88 này. 82 đồ máy 85 này chứ. Mông hết lại. Ờ, màu đỏ. Ừ. À. 82 đồ máy 85. 82 đồ 70. Đồ đỏ. Đồ máy 85 con này nó ok. Ừ. Ôi, 82 đồ máy 85 có đây. Anh em mình buôn đến 25 rồi. 82 màu đỏ. 82 màu đỏ. Mông hết lại rồi. Ừ. Đời, đời, đời thấp thì nó có cái hai ốc này. Đời cao nó mỗi ốc này thôi. Ừ. Đời này đời vú mỡ. Ôi, 82. Máy đề hơn 50. 70 mông, mông à 70 mông hết lại rồi. Ừ. Đây 3 tiền đấy. Đó, mấy triệu. Đó, mấy triệu. Ôi con này kia đây mẹ ông làm nó làm với con này mấy triệu. Tiền xe chất như này kia. Con này mà ông nào mà đi mà thích về nghệ sĩ cà phê là mọi người là thích đấy. Kia ạ. Anh em có ông anh nhận ra anh Hùng Rêu. Hả? Đầu gấu thế hot hay như cháu màu đuổi mái. Ừ. Đấy thôi mọi người thì lâu quá kia này anh em cứ gặp nhau mà đi về anh ngại lắm kia ạ, chỉ muốn giao lưu thôi. Nói một câu rất chân tình cả kia này kia ạ. Mấy triệu. Không con này làm gì con đấy. Mấy triệu. Hả? Tương lai thì mở mình lắm. Con này nó làm thì 15-17 triệu vào đây cái xe này rồi. 15-17 triệu cái xe này vào đây rồi, nó có phải bầy. Mờ mịt lắm rồi. Tàu hết tố, tàu tất cả tàu hết nha nhá. Xin nhan vành bánh tâm nan tàu hết. Tất cả tật yếm bụng này. Nó máy móc mà lại củ máy thôi. Móc này. Còn mỗi cái củ máy số khung cho máy thôi. Tàu. Đem mát. Tất cả nó bậu. Không tìm cái gì ra zin tàu hết. Máy móc. Ừ. Ôi, máy móc máy tất tần tật hết mà xịn không hết mà này còn xe thì nó mông thôi. Nó không vào ý. Thế ạ, tôi muốn anh em gặp nhau chứ còn để đi về. Vũ Vương Long ơi, em ok rồi, Vũ Vương ơi liên hệ với anh em video đang phát trực tiếp hộ cái. Vũ Vương ạ. Ừ. Anh em cho lại số cái. Ừ. Cái năng cọc riêng. Anh liên hệ anh cho số điện thoại anh ở trên này để mua SH anh và báo xe của anh Long. 82 quên rồi. Mông mấy thiệp cho thôi kiên ạ. Thôi dưới chục thôi dòng này. Không, con này để cho kiên, anh em không muốn đi về đâu. Nói rất kiên với câu tóc xong để sang có bảo anh đi về anh ngại lắm. Nói với kiên không, đẹp. Ừ. 2 11 giờ kiên ạ. Con này tôi mua nhanh cho anh để mà tình thương mến thương. 9 triệu đồng là tôi đã không trả lời cuối cùng. Kia đây, anh có muốn đi về đâu? Thôi không, con này em không thích, tốt nhất anh đi về. Vâng. Con nếu mà tha xe vuông thì anh em mà sán bằng ngay nó là. Cho nó anh em, cho nó gặp nhau, cho nó dễ. Kia đây. Khó. Hả? Anh xem nhà con này, nhà còn nhiều không? Xe rỗi lắm. May mà con này mà không mua thì còn thì con nào em mua đâu. Anh nói kia đấy. DD bán rồi đúng không? Hàng nó DD. Con này mà không mua thì còn mua con gì kia? 82 mà đi. 82 tàu. Xịn, 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 xị
Ôi em mua cho anh 9 triệu nữa bác ơi, được thì giao được. Bớt cho cái kia là 5 đồ. Không có được thôi. Cho nó vào đi, anh em mình không muốn đi về đâu. Anh nói bảo, anh bảo Quốc bảo là không chân tình đấy. Cứ làm 5 triệu về chở cỏ. Đấy, anh ấy chở cỏ cho cá chấm ăn trên này. À? Anh bảo Quốc trên này. Ồ thôi anh em kể cả đến 3 triệu anh em vẫn vui vẻ thôi, có gì đâu cả. Anh hai bảo không mọi cái thì vẫn phải giao lưu với nhau chứ. Chứ không có gì cả. Kể anh em mình vào được chứ còn muốn để đi về. Tổng thành nó làm này, máy đại diện. Máy đại diện kia nữa. Đúng chưa? Em ơi máy đại diện. Máy đại diện, côn cơ đại diện chặt cưng. Danh hai bảo Quốc con bảo là con này để chở cỏ cho cá chấm ăn, cho bò. Đây. Con này chở cỏ được anh em nhá, đi chở cỏ được. Chở cỏ cũng được, anh em uống cà phê cũng được nhá. Ừ. Đây, máy đại diện kia. Thật sự đấy kia. 2270. Thì bán cho anh em tính chất nó giao lưu từ bao năm rồi kia được không? Loại này thì hơi khoai, hơi khó. Đâu để cho em 8 triệu thì hợp lý hơn. Hả? 9 triệu không thích mua. Thôi. Em nó là Bắc Giang thôi. Ok nhá. Thôi bỏ nhá. Được biển. Thôi. Đường vẫn còn xa, 8 triệu về chân bò đúng không? Ừ. Về. Có thấy anh sắp đấy. Không bán anh bán được ngay như cái gì đâu. Ừ. Thôi 8 triệu rưỡi em mua cho anh. Trên vừa bảo 9 triệu mà anh còn chào bán nữa mà không. Thôi mọi người thôi, cảm ơn. Không vào việc thế nào nhé. Yeah. Ok anh Thiệp Trần. Vào anh Long nhé, vào vào. Điện anh Long vào đi. Ăn mang vứt con vào sạch. Không nhưng mà không từ từ xem nào. Xe này đăng ký lại 2021 xe mới chỉ được đi lại. 2024. Tháng mấy? Lại 2024. Tháng 3. Có, chuyện có nhiều lắm. Thôi vào lòng cảm okay. Ổn thì đấy không? Số Hà đi. Em cho chị số chị đấy mình mua xong cả cái hệ thống sau nó phải sàng lọc mới mua chứ không đơn giản không mua. Tháng 3 2024 đấy. Không biết rồi. Tháng 4 2024. Cho hỏi xem nguồn gốc cái xe nào nhỉ? Bây giờ nó không chứng minh. Thế vừa nói nó liên hệ với anh. Thằng anh ở nhà chứ không phải là với chủ xe. Thằng anh ở nhà thì nó sao? Thế nó phải lấy có giấy mua bán của nó. Thế nó lấy ở đâu ra cái xe này? Bây giờ không liên lạc được. Hãy tỏ xin số thì nó lại chỉ có. Bây giờ em xin xe cho anh Long giải đi. Vừa nói nữa bảo mình ban đầu. Bây giờ lúc anh em mà con xe SH này vẫn chưa ổn đâu anh em nhá. Vẫn đang loằng ngoằng lắm. Ngay ban đầu nó bảo rồi mẹ liên hệ với chủ thế thôi nhưng mà mẹ giờ xã hội giờ mẹ. Anh ở trên quay lắm anh em ạ. Nhiều lúc mẹ nó đập nhau như tộc chuột thì kinh lắm mẹ xã hội. Mình vừa like đầu mình bảo là có liên hệ được với chủ không, có giờ lại thôi. Nhiều lúc cuộc sống nó lằng ngoằng lắm em ạ, không đơn giản đâu. Nhiều lúc mình hỏi ra nó bụp chết mình ngay. Ôi anh like con này cho em lên sóng cho hộ anh thôi. Mua bán con này giờ mệt lắm mày ạ. Con này cũng mất xe. Anh em trên kia ở mẹ ơi, con này giờ chết rồi, sắt vụn lắm. Anh Ngọc chào anh trên này nhá. Anh em nhá. Hôm nay kia lưu chú Kiên Tân Xu. L25. Bạn Kiên giới thiệu cho anh Ngọc với nhá. Anh Ngọc quay vòng lên xe Ngọc nào. Sơn zin cả xe nhá. Đồ zin tất anh em ạ. Con này về anh em chỉ được đi thôi. Bô còn. Biển rất chi là đẹp. 919 đấy. Nói chung anh em phải hết sức thông cảm là à, bao giờ anh Kiên vừa bảo 9 triệu 8 triệu ô kia nói chung là trong cuộc sống đôi khi là nó phải kệ lắm, nhiều lúc đời đôi khi nó không nhiều lắm không? Có là chạy chất lắm chú Kiên ạ. 30 chứ phải là Tết. Mình cứ mua vào bản lĩnh của mình thôi nhá. Chứ không mua theo kiểu ấm ớ vào được chết. Mấy con su chưa nào chạy thiếu con này. Cái cựa gắn cái keo 52 vào rồi rồi nhưng mà nó cựa bị tụt lúc này đi đường nó mới bị lúc đi đường mình keo 52 vào không sao mấy triệu đây ngọc con này 16 triệu ha 16 triệu 66 triệu cái gì mấy triệu chất như này chúng sơn đi rẻ máy như này máy như này bao phượt Bắc Nam luôn riêng con này tụt cho mét ô thay à ơi
Đời 2014. Anh đang like gửi ảnh cho anh nhé, báo giá luôn cho anh bao tiền. Thụt chấm hết lần chủ tiền à? Không sao. Con em hát này không mua được nhá. Con này thụt thò đó. Con này thụt thò như này cơ mà. Tôi đang bảo sao lúc đầu em bảo là tên anh rể xong không. Hãy lòng hoảng hốt mất thời gian của anh. Ừ, em phải bảo ngay ban đầu, anh đã bảo ngay từ ban đầu em làm sai mất bao thời gian của anh. Sau rút kinh nghiệm các anh bảo mình phải cho thông tin chính xác. Ôi, mày cái người mày thế này, mày bán cái xe này ai ta dám mua. Ông quần đuôi, ông qua quần áo đen này đéo là dám mua, đéo hết rồi. Tao mua, em ăn trộm cướp được mà mua. Rồi, của em cả luôn. Ở đây thì không mua được anh em nhá. À, thụt lời chú kia này. Ôi, lòng ngang đấy về mặt an ninh anh em ạ. Không may bị sao phát bỏ mẹ, tốt nhất đéo thiết. Lãi được vài triệu bạc, cái mất bố 100 triệu. Con này phi đi đâu cũng được. Con này thôi anh ạ, chưa còn. Con em gửi anh 10 triệu. 10 triệu thôi bỏ đi à. 10 triệu bỏ nhá. Bỏ đi. Bỏ. Anh bán thấp nhất cho con này để anh em giới thiệu anh trên này. Bán thấp nhất khoảng bao nhiêu? Mọi chú lấy được vào việc anh lấy chú 15 triệu. Mấy con trước anh bán thì con này anh bán 15 triệu nhá, đang giảm 10 triệu. Tất cả những con trước chú lại sao thì con này anh bán chú 30 con thu rồi đúng không? Được. Nhưng mấy con kia 13 triệu làm sao bằng những con này được. Anh bao chạy Bắc Nam luôn, yên như này. Biển thì quá đẹp này luôn. Bảo 618 anh em đang xem. Thực ra lâu không giao lưu chú là con nào thì anh lên anh giao lưu chú con nó vui vẻ thế. Máy chấm hết luôn, sơn xi sơn xi cả xe luôn. Chú chạy thử cho anh một vòng này. Chú chạy thử cho anh phát này. Đồng hồ số vẫn còn luôn hết, đủ đầy đủ hết thế. Thuộc không ra đâu. Chấm hết luôn, em rút. Con này không mua, mua xe nào chú? Tôi mua anh 11 triệu. Không xong đúng không? Đúng rồi. Hấp nhất anh ra khoảng bao nhiêu để anh bán chú 15 triệu mà. À, 15 triệu. 15 triệu. Khoảng 13 triệu là bán luôn. Không bán. Không, em giới thiệu không, anh trên này có gì anh em mình lại mang lên. Ý là phải chốt được trên này thì đương nhiên các anh trên này anh nào anh xú, trên anh buổi video của em anh ấy thích thì em lại anh em mình lại liên hệ sau. Hoàng Kiên cậu 2 triệu. Nói cho nhanh. Em chỉ đưa đồ hộ anh thôi. Chứ sẽ em mới xuống con này em phải xuống anh 11 triệu. Con này chú em xuống tiền anh như này 11 triệu. Con này một phát về mất xe luôn. Anh nói thật con này bởi vì anh chạy rất thì mấy hôm anh về anh em đang xem. Về mấy hôm anh đi anh nghỉ 900 anh em đang xem trực tuyến. À. Cái này nhưng mà em. Thôi rồi, đã hết thời gian để kiểu con khác. Ok. Đã hết thời gian. Đâu anh ơi. Từ từ gọi điện. Alo. Đầu giờ chiều nha em nhá. Em để quay vào vòng em con xe này cho anh đang bán 15 triệu. Anh phải đưa chính xác đi. 8 triệu. Con này nó chấm hết luôn mà. Bao phượt Bắc Nam luôn con này. Chạy nhẹ đồng hồ số con đầy đủ hết. Chạy tích lắm luôn. Nó này không mua mua xe nào chứ kia. Anh đang cọc đợt em. Mấy con trước 13 triệu. Em nhiều anh em hỏi mua hết nhỉ. Mấy con trước 13 triệu ra nhau lại sao con này được. Đúng không? Nó đẹp như thế này chú. Ôi không so sánh được cái nhà nó hiện tại bây giờ. Ok ok. Em mua anh 11 triệu. Ờ thì sao? 11 triệu. Bây giờ anh bán bao nhiêu đây để anh em ai có nhu cầu thích thì mua. Con này máy chạm rồi anh chứ. Máy ra rồi côn này là gan thì tí nó lạch bạch cái côn ấy kiểu tiếng đề ba cái đồng côn đứng máy đứng máy đứng bao giờ là hơi gõ một tí bao giờ cái này phải được gan thì tí côn này côn vẫn côn zin máy chạm rồi nhưng mà nói chung là xe cứng gấp tem này thay rồi tem này thay xu đời mới ở xu đời mới cho nó đẹp không chủ này xu đời mới bình cốp tem mát đẹp với xung xe tương đối nguyên bản tác giả anh 11 triệu 10 triệu không mà được. Ok, cảm ơn anh nhé. Chắc là anh thu về cho em 13 triệu. Nếu ai có nhu cầu nhá. Nếu ai có nhu cầu cho này, em đưa vào hộ anh là em cầu 2 triệu, được chưa? Ok. Anh chào anh em trên này xong chào anh em nhá. Còn 11 triệu thì anh vào anh em viết cho bác tờ giấy. Có thêm mẹ làm chậm nữa sóng mẹ đi. Được. Khoảng bao nhiêu thời gian này không em mua thì xong về. Ý anh là 12 triệu là anh bán. Đúng không anh? Anh bán 13 triệu. Anh cũng nói là sự lợi không lên giao lưu chú Kiên một phát thì anh lên giao lưu với chú thôi. Anh nói thật. Là bao tiền anh? Con này lấy với chú Kiên vào việc được nhá. Thực sự anh lấy chú 10 triệu.
anh được mấy trăm nghìn rồi? Anh bán 14 triệu, ok rồi. Ai có nhu cầu thì vấn đề anh em không vấn đề gì đâu nhá. Cứ đặt cọc là có xe, em nó đến từ quê hương Hà Tây quê lụa. Anh về nhá. Ok, anh ấy vẫn chưa bán, vẫn chưa bán. Vâng, một chiếc giờ đích anh em nhá, ở đòi 110 bản bánh đúc phanh. 09, 10, con dáng. Đây nhiều. Khoảng giá lông là 12 triệu. Giả 12 triệu rồi, 11 triệu. Trần đoàn này hết thôi, đẩy hết thôi vào đúng không? Bảo Quốc tính cả mũ kiên 10 triệu. Không đơn giản đấy nhá, kiếm con xe chất khó. Thôi nhưng em đến muộn quá thôi, bao tiền. Tam Hoa anh ạ, 3 con 9. Ôi. Vâng, biển 30K9 anh em nhá, 3697 ạ. Cho Khương Hóa cho mang về. Giờ đích. Con cháu 110. Dạ. Ai mua đầu vàng đúng không Khương Hóa? Dạ, giờ đích 110 anh em nhá. Anh em ra máy được bắn tỉa rồi này. Đã bắn tỉa. Cái mặt này thì anh em thay quả nó không có cái màu này. 2009. Vâng. Mua 8 triệu rồi, cậu em này triệu 7. Mua 8 triệu nha, cộng 9 triệu 700 nghìn. Tiếp theo SH em ơi, chuẩn bị nghỉ chưa? Rồi, một chiếc SH tiếp theo nhá, đời 2010. Để cho taxi nghỉ để chiều Hoàng Dung với Hoàng Thiệp lại tiếp tục phục vụ anh em như đấy. Rồi, 2010 anh em nhá, SH. SH nhập khẩu GF 125 ạ, biển 30K67269 nha anh em nhá. Đời 2 2010 một nhập khẩu anh em nhé, 125. Con này 105 triệu anh ạ. Ừ, đâu phải. Sao? À, con này bảy mấy triệu anh ạ. 72 triệu, em tham nhập khẩu. 72 triệu. 125. Sorry anh em, 72 triệu anh em nhé, 125. Đấy, đời 2010. Đồ đạt rất là đều màu. Màu 700 anh em. Vâng, bên này gần 400 anh em ạ. Để đâu 1.000 anh em anh xem. Đang rất đông thôi, mình cũng muộn rồi, xin phép mình kết thúc live đây. Cảm ơn anh em rất nhiều nha, rất nhiều các doanh nghiệp hiện tại vẫn đang xem. Anh em lưu ý nếu mà ai mà đam mê xe máy hoặc anh em có nhu cầu mua bán ở đây, xe gym Việt Nam cũng rất là nhiều anh em, rất là chuộng nha, rất là nhiều anh em. Ai có những chiếc xe gym Việt Nam hoặc những chiếc 82 hoặc những chiếc xe gym đẹp, gym Thái liên hệ cho mình nhé, mình cũng là rất là tha thiết muốn mua. Để anh em lưu ý những con xe, tất nhiên là xe nó máy móc đảm bảo. Ăn nhau cả cái hình thức nữa, hình thức nó kém quá thì nó không được giá, còn hình thức nó giữ gì nó sẽ rất là được giá. Đấy. Và số tài khoản duy nhất của mình là 6252 là 818 nhá. Tất cả những xe mình đưa ra giá cũng tương đối tiếp cận với thị trường, cũng là chuẩn đấy. Anh em rất nhiều khách hàng mà đã đừng đặt cọc mà mình ship đến tận nơi. Mọi miền trên cả nước nhá, mình bán về cả nước nhá, không phải bán nguyên Hà Nội đâu. Bán phủ sóng toàn quốc luôn, còn nếu anh em nào ai tiện rất là tiện lợi là đến được gần khu vực Hà Nội chứ, đến tận đây để xem xe, anh em giao lưu với nhau. Chúc anh em một ngày luôn luôn mạnh khỏe và vui vẻ nhé. Cảm ơn rất biết ơn anh em rất nhiều. Vâng. Xin chào nhé. Chào mọi người nhé.